bắn cò nghe nè. Nãy mình mới thấy con cò nó đậu ở chỗ cái tre nè. Anh em thấy không? Dạ. Vừa quay vừa bắn với sao bắn nè. Mình gắn bắn trúng nó cho anh em coi nha anh em. Lâu quá không có clip sẵn. Em thấy không? Đó cả anh em ạ. Tháng nước này nó vô trong mấy vườn nhiều lắm anh em. Hồi nãy đi ra cho gà ăn thấy nó vô lấy súng bắn luôn. Còn rậm non nữa nè. Ngay ức luôn. Khoảng cách đây đó cũng hơn 10 mét. Lâu quá rồi, không có đi săn làm nếp anh em coi, bởi bữa nay gặp nó bắn cho anh em coi giải trí chơi. Cái súng mình cũng bỏ lâu rồi, mình không có bắn. Thấy nó vô tới vườn này bắn nó luôn. Giờ ngoài ruộng thanh thang nước. Mấy con cò đó bằng đêm này nó vô vườn nhiều lắm mà. Bằng đêm mình không có đi được. Chứ đi được ban đêm là chuột với con cò đỏ đó nhiều. Nó về mấy cây này nè. Vừa ra cho gà ăn thì thấy nó luôn. Mấy cây này có châu chảo nữa mà mình ít bắn, cấp này không có bắn mấy con châu chảo nữa. Để mình giờ mà còn con nào nữa bắn cho anh em coi. Nó về mấy cái lùm này nhiều lắm rồi. Gắn gít rồi nó cũng ưa ở trên mấy cái lùm trên này. Rồi có mình xử nó luôn. Có một bầy vịt rất chiều mát mát, nó ưa vô trong đây nhiều. Giờ nãy mình bắn chắc nó cũng động rồi. Đem lại vậy thôi, tạm biệt anh em nha, hẹn anh em ở những chuyến đi săn khác nha. Bữa nay gặp được có con à, mình cũng bắn tại vườn chứ mình cũng chưa có đi săn được nữa. Rồi tạm biệt anh em.